Mai mốt lấy nhau về thì tiền bạc ai quản lý? Ai cũng tính hết rồi. Tính hết rồi. Và mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em chào chị Cát Tường. Rồi, chào em. Em Quyền Linh và em chào các bạn. Chào bạn. Chúng ta sẽ đợi bạn trai ra nha. Mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả, chào bạn bên kia. Rồi, chào bạn. Giới thiệu về mình đi bạn. Em tên là Nguyễn Quang Huy. Hiện là giám đốc chi nhánh công ty chuyển phát nhanh tại Đà Nẵng. Hôm nay mình 30 tuổi. Ủa vậy là giờ mình ăn ở Đà Nẵng luôn hả ba? Dạ em ở Đà Nẵng, mới bay vào tối hôm qua. Ồ. Vô Sài Gòn kiếm vợ hả? Dạ. À khoan, vậy em giới thiệu về mình đi, em giới thiệu tên. Em là Vi Linh. Linh. Em 30 tuổi, em là kỹ sư xây dựng. Nhưng mà em ở đâu? Em là người Đà Nẵng không chị? À, bây giờ đang làm việc ở Đà Nẵng luôn hả? Dạ không, em làm việc ở trong này. À, cùng quê thôi, nhưng bây giờ một người làm việc ở Sài Gòn, một người làm việc ở Đà Nẵng. Dạ. Nhưng nếu vậy thì các bạn quyết định khi mà là tiến tới hôn nhân thì sẽ ở Đà Nẵng, ở thành phố Hồ Chí Minh. Quan điểm mọi người? Em thì chắc là về ở Đà Nẵng. Rồi, còn bạn gái? Em thì cũng tùy, nếu mà thấy được thì em cũng muốn về nhà. Nhưng mà em vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ em cũng làm lâu rồi chị. Mình làm kỹ sư gì, xây dựng là làm? Thì kinh tế xây dựng, em làm hợp đồng rồi hồ sơ thầu rồi thanh toán, quyết toán với chủ đầu tư á chị. Điểm mạnh, điểm yếu của mình một chút cho bên kia nghe. Nói chung là ví dụ như là nấu nướng này, hay giặt giũ hay chăm sóc gia đình đó, thì em có thể làm được hết. Chăm sóc người bệnh vậy đó. Tại vì em hay ở với mấy đứa em, rồi mấy đứa hay đau ốm thì em cũng chăm sóc vậy đó. Rồi. Với lại em biết sửa mấy cái đồ như mấy cái đồ điện nước trong nhà mà nó có lỡ mà có hư ít chứ. Sửa được luôn? Dạ. Hay vậy ta, tướng có chút ác thì mà sửa điện nước trong nhà luôn hả? Ý là ví dụ như nó hư một xíu ở mấy cái chỗ rò nước thì em vẫn có thể làm được với cái chuyện đó chị. Còn khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em thì hơi nóng tính, thẳng tính nữa. Với lại nếu mà thấy ai mà bừa bộn hơi càm ràm. Không sao đâu, phụ nữ càm ràm chút cũng được. Bạn nam có cảm nghĩ như thế nào về những ưu khuyết điểm của bạn nữ? Dạ em thấy bạn nữ khá là cần bạn, biết được nấu ăn rồi sửa rất là giỏi. Kỹ sư xây dựng nữa cũng giỏi đúng không? Dạ rất là giỏi. Công việc của bạn là giám đốc chuyển phát nhanh hả? Dạ công ty chuyển phát nhanh tại Đà Nẵng, quản lý cả toàn miền Trung. Ồ, chức lớn quá nhờ. Vậy thì nhân viên nhiều lắm mà mình không có để ý ai thôi. Dạ chuyển phát nhanh thì đa số là nam giao nhận hàng hóa. À dạ, chỉ có kế toán, chỉ có một hai người kế toán thôi. Không để ý người kế toán nào trơn hả? Bạn có ưu khuyết điểm gì? Em khá hòa đồng, cũng vui vẻ thật thà. Còn ý khuyết điểm là cũng là trầm tính, ít nói. Lý do ế hả? Dạ. Bạn được mấy mối tình rồi? Trước giờ thì em được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì quan hồi đi học. Mối tình thứ hai thì mới chia tay cách đây 1 năm. Linh thì sao? Bạn có những yêu cầu nào đặt ra cho người bạn trai mà mình mong muốn? Em thích người cao. Em thích người mà biết chăm sóc gia đình đó. Ví dụ như phụ giúp vợ trong cái việc nhà, ví dụ như hai vợ chồng cùng làm đó, thì nó... Vấn đề đó em yên tâm. Em sống là một người hướng về gia đình. Bạn trai biết nấu ăn không? Có chịu phụ bạn gái nấu ăn không? Dạ biết chị. Em sống tự lập mà sớm này nha. Vấn đề đó không biết. Đúng rồi. Nấu món gì ngon ở nhất? Ở con mình nè. Em thì nấu còn không ngon, nhưng mà nói chung là biết nấu. Biết chăm sóc vợ không? Dạ biết chứ, không biết thì sao được. Nếu vợ giận thì mình làm gì? Giận thì cũng tùy, thì mình có thể tạo mà dẫn nào đi chơi xem phim. Nếu giờ không đi. Anh có già trưởng lắm không? Không à. Anh sống rất là thoải mái trong vấn đề tình yêu và gia đình, tôn trọng lẫn nhau. Điều gì Linh không thích ở người bạn trai? Em không thích người quá chi ly nè, tính toán á. Rồi không thích người ăn nhậu nhiều. Ồ, bạn trai có ăn nhậu không? Dạ không, em uống bia rượu không được vậy. Cũng do là như mặt trời mọc á. Giờ bạn gái đang trong thành phố Hồ Chí Minh, rồi bạn đang ngoài Đà Nẵng gì, rồi hẹn hò quen biết sao? Thì nếu mà cảm thấy hợp mà đồng ý thì có thể 1 tháng anh vào khoảng 2-3 lần. Chắc không? Tháng vào 2-3 lần hả? Được không em? Còn ngoài ra thì liên hệ qua cổng thông tin điện Facebook nhắn tin. Bạn có hay công tác thành phố Hồ Chí Minh không? Dạ có. Cũng có mà, giám đốc đi công tác nhiều mà. Dạ có chi nhánh tại Hồ Chí Minh. Vậy là được rồi. Được rồi, Linh thấy vậy ổn không Linh?
Dạ à, cũng ổn. Nhưng mà Linh à, hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ mình không? Có người thân? Dạ em có mợ với mấy em. Mợ hả? Dạ. Chào anh Nguyễn Ly và chào Cát Tường. Dạ, chào chào cô ạ. À, bình thường Linh ở nhà là người như thế nào hả cô? Thì Linh thì mê việc lắm ạ. Mê việc quá cho nên là mà cô nhà cũng có hỏi hoài mà thấy chưa thấy dắt về. Từ xưa giờ có dắt ai về chưa cô? Chưa. Chưa có mối tình nào hả em? Dạ có, nhưng mà thấy cũng yêu đương nhưng mà cũng không đi tới đâu nên thôi không có dắt, chưa dắt, dắt về. Về. Dạ. Dạ cô thấy anh Minh Bảnh như thế nào hả cô? Mà thấy được á. Dắt ra này về được không mợ? Được là được, là được như thế nào? Cũng phù hợp với lại quê của Linh. Dạ. Ba mẹ cũng ở Đà Nẵng á. Dạ. Rồi còn anh có đi với ai không? Dạ em có bạn thân em. Rồi chào bạn. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Rồi chào anh. Và chào các quý vị khán giả. Đánh giá thế nào về người bên đó? Cảm nhận đầu tiên của em là thấy bạn này cũng rất là thật thà. Nói chung là tuy mê việc nhưng mà thuộc tiếp người cổ điển, là người phụ nữ của gia đình. Em khuyên gì với bạn em? Thì nếu như mà khắc phục được cái vấn đề khoảng cách thì có lẽ là hai người sẽ tiến tới được. Rồi cảm ơn anh. Thật ra cái chuyện khoảng cách nó không sao đâu. Anh này anh hứa là 1 tháng anh vô 2-3 lần. Dạ, cho anh đúng không? Tháng vô 2-3 lần. Thay vì bình thường mà cùng cái địa lý thì mình có thể tìm hiểu 1 năm. Bây giờ mình tiết kiệm đi, mình rút lại 6 tháng thôi, mình đám cưới được rồi. Đỡ tốn tiền vé máy bay ra vô. Dạ, cũng còn quen nên không dễ. Nhưng mà hỏi nghe này, bạn gái này không có thích người đàn ông mà chi ly quá. Bạn có chi ly quá không? Cũng không, em nói anh rất là người rất là thoải mái về vấn đề, nó không có chi ly lắm. Mai mốt lấy nhau về thì tiền bạc ai quản lý? Cho vợ. Em tính ở đâu? Tính hết rồi. Bây giờ để dành được nhiều chưa, hỏi thiệt á. Dạ cũng đủ, nếu mà đám cưới thì vẫn đủ rồi. Vẫn đủ rồi ha. Dạ. Anh cao bao nhiêu? Cao 1m7. Cao 1m7, rồi đủ chuẩn luôn rồi. Đủ chuẩn rồi. Đủ rồi chị. Đây, để anh xem mặt bên đây coi làm sao nha. Em chào anh. Chào em, xinh đẹp quá. Dạ. Em tưởng tượng người đàn ông bên kia thế nào? Chắc là hiền lành. Rồi sao nữa? Nghĩ là chắc là chân thật lắm. Ý là có cái gì là nói cái nấy đó. Bây giờ nghe tiếng là có cảm tình gì chưa? Cùng quê mà anh nên. Thấy anh hiền lắm á. Dạ. Hiền dễ ăn hiếp. Đây hiền dễ hiếp lắm. Phải không? Miễn cái chị khoái nhất cái vụ mà tiền có tính trước à. Giao cho vợ giữ hết, đó là được rồi đúng không? Đúng rồi. Chuẩn bị. Vậy là được lắm. Mình có 2 phút để trò chuyện với nhau nha. Nào, có khi mình trò chuyện xong dắt về Đà Nẵng luôn. Đỡ khỏi mất công đi ra đi vô tháng 3 lần. Kéo màn lên. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Dạ. Cảm ơn quà. Em cảm ơn anh. Trong bạn rất là xinh. Dạ em cũng ơn. Rất là vui là bạn cùng quê ở Đà Nẵng. Dạ. Biết là không biết là ở Đà Nẵng nhà mình ở đâu. Em vẫn học bên xe. Trên công nghiệp hoặc trên chiều. Dạ gần trường sư phạm á. Nếu mà sau này mà đi tới những cái tốt đẹp hơn về vợ chồng ví dụ như đó, thì mình có vấn đề này mình hỏi bạn là trong vấn đề giao tiếp á, ví dụ như trong cuộc sống gia đình, ví dụ trong quá trình giao tiếp mình nói chuyện với bạn bè người thân, trong đó mình nói sai vấn đề gì đó bạn không thấy hài lòng thì bạn sẽ cư xử như thế nào? Nếu mà đang là tiệc trà hay là gì đó, nếu mà không đúng hài rồi, lòng tiệc trà nói chuyện thì em nghĩ là lúc đó thì mình cũng không có nên nhắc nhau, tại vì cái đó là phải về nhà nhắc nhau chứ không có thể nhắc trước mọi người như vậy, nó không có hay đâu. Rồi ok. Mình chỉ cần vài thôi. Rồi mình bạn muốn hỏi gì mình không? Đó cái công việc của em đó, cái công việc của em nó như vậy thì anh cũng hỗ trợ đúng rồi, mình đã nghe hết rồi, mình chấp nhận được. Kêu bằng em đi, em có tình cảm. Anh nói cho em rước nghe. Về Vinh rồi mà còn giờ này còn bạn bè gì nữa. Em muốn có nhiều đứa con, hỏi đi. Dạ, thật sự như vậy, và gia đình anh thì rất là vắng vẻ. Dạ. Còn nên anh cũng vấn đề, anh Linh nói anh cũng quan tâm là sau này nếu mà được thì em muốn bao nhiêu đứa con. Ủa chứ không phải pháp luật cho có 2 đứa mà anh thì phải đó, 2 đứa. Bây giờ chứ ý bạn trai muốn nhiêu? Anh muốn mấy đứa? Anh thì 3 đứa. À vậy hả? Không, 2-3 đứa thì cũng không sao, không vấn đề. Khi mà tới 4-5 đứa thì mới sợ thôi chứ có 2-3 thì cũng không có khả năng mình tài chính mình có thể lo được điều đó. Dạ. Thích cái câu đó quá. Thôi một cái câu tỏ tình gì đó, sao để mà mình nhanh mình rút ngắn cái thời gian mình rước cô ấy đi, thấy là hợp quá trời rồi. Một câu nói cuối cùng. Thật sự là tới đây anh Nga nói chuyện thì anh thấy em là mẫu người anh đang tìm kiếm từ trước đến giờ, nên rất mong một ngày sớm để ở chung một mái nhà. Em không.
Bạn gái có muốn nói gì với anh nữa không ạ? Thôi để chờ em bấm nút đi. Không nói được. Rồi. Nói với mợ, nói với mợ trước. Nói gì sao thuyết phục mợ, mợ mới đồng ý nữa. À, chào mợ. Thì vấn đề gặp Linh ở đây thì con rất là thật mến. Nếu mà hai đứa mà tiến xa với nhau thì con có, mợ cũng yên tâm, con sẽ chăm lo hạnh phúc cho Linh. Rồi. Bây giờ là giây phút để tay nút bấm thiên đi. Liêng ha, quan trọng. Một, hai, ba. Bấm rất đùng, bấm rất cùng lúc. Cùng quê, gần nhà nhau, hỗ trợ công việc cho nhau. Nắm tay nhau. Tuyệt vời đấy. Cảm giác anh như thế nào? Rất là ấm, rất là vui. À, khi nào bay ra Đà Nẵng lại? Hôm nay luôn hay ngày mai? Dạ, nó em chưa sắp xếp lịch nè, còn hẹn hò bạn gái. Vậy nữa. Thì đi coi phim liền, đó.